Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay Trong video này tôi muốn chia sẻ một cái tài liệu thường cảm thấy rất là thú vị tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là trả lời một câu hỏi là cần bao nhiêu Cardano đồng ADA để trở thành triệu phú Thì câu hỏi này rất là phổ biến trên những cái trang web như là Reddit Liên quan đến những đồng như là Cardano hay là Ethereum hay là Bitcoin vân vân Và nếu như mà các bạn thích cái video này Các bạn hãy để lại cái comment và một cái like Tôi thường biết là các bạn thích Để thường làm những cái video tương tự liên quan tới Ethereum và Bitcoin Và tất cả các bạn cần nên biết trong video này là chỉ vì một đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nhất là các bạn cần phải nên hiểu là thuận lưu trữ Cardano lâu dài tuy là Cardano chỉ là một phần nhỏ trong chi một đầu tư của thuận mà thôi à, thuận đầu tư nhiều nhất là Bitcoin và Ethereum nhưng mà điều quan trọng là các bạn cần phải hiểu là thuận lưu trữ Cardano cho nên khi các bạn nghe những thông tin này các bạn cần phải hiểu điều đó và như thuận đã chia sẻ nếu các bạn thích thì để lại một cái like một cái comment để thuận biết và chúng ta cần phải hiểu được là khi các bạn hỏi câu hỏi là cần bao nhiêu Cardano ADA để trở thành triệu phú thì không có gì đảm bảo hết không gì đảm bảo là các bạn đầu tư một triệu đô la ngày hôm nay và đồng Cardano các bạn có thể trở thành triệu phú tại vì ngày mai Cardano có thể là xuống giá hay là không gì đảm bảo là các bạn đầu tư số lượng nhỏ sẽ trở thành triệu phú nhưng mà trong video chúng ta tìm hiểu ba cái giả thuyết mà tôi nghĩ là rất là thú vị các bạn cần phải hiểu để hiểu được là cơ hội là như thế nào và các bạn thấy được là nếu như, như mà bạn đầu tư vào những đồng như là Cardano thì các bạn cần phải hiểu là đừng đầu tư nhiều hơn là các bạn chấp nhận mất. Tại vì sao? Tại vì các bạn cần phải hiểu là Cardano bây giờ đứng hạng thứ 9 trong vốn hóa và các bạn đầu tư những cái đồng mà càng đi xuống hạn càng cao thì cái nguy hiểm lại càng cao hơn đương nhiên cơ hội lợi nhuận càng cao nhưng mà nguy hiểm cũng sẽ càng cao và các bạn đầu tư vào thị trường crypto thì cũng đã nguy hiểm rồi tại vì đây là một thị trường mới à, giá cả rất là dao động các bạn đầu tư những đồng lớn như là bitcoin ethereum thì cũng đã có cái nguy hiểm riêng chứ đừng nói tới đầu tư vào những cái đồng mà có vốn hóa nhỏ hơn cho nên các bạn cần phải hiểu điều này và dựa theo bảng xếp hạng của con các bạn thấy được là nếu như xếp hạng những cái hợp đồng thông minh thì bây giờ chúng ta thấy là Cardano là đứng hạng thứ ba với tổng số vốn hóa là 3,3 tỷ đô la kế đó là Chainlink đứng hạng thứ hai với cái tổng số vốn hóa là 4,2 tỷ đô la và đứng đầu tiên đương nhiên là Ethereum 42,4 tỷ đô la đây là cái xếp hạng tính theo vốn hóa tính theo những cái nền tảng hợp đồng thông minh hiện bây giờ có nghĩa là nếu như mà Cardano muốn tiến tới và trở thành được vị trí thứ nhất tính theo ngày hôm nay thì vốn hóa Cardano cần phải nhân hơn 12,8 lần Đây là một trong những điều các bạn cần phải hiểu Nếu như mà nói tới là cho mình một cơ hội thì cần bao nhiêu Cardano để có được 1 triệu đô la Thì chúng ta sẽ nhìn vào ba cái giả thuyết Đầu tiên hết các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào giả thuyết mà nếu như mà Cardano trở lại để mà được cái giá như là cao nhất từ trước tới bây giờ có nghĩa là 1 đồng 18 sen ngày 4 tây tháng 1 năm 2018 3 năm trước đây có thể được là con là bây giờ chỉ có là 10 sen mà thôi có nghĩa là cách cái điểm cao nhất từ trước tới bây giờ là cái sự khác nhau rồi tới 90 phần Cardano cần phải nhân hơn 10 lần mới có thể trở về cái đỉnh cao 1 đồng 18 cent. Nhưng mà giả sử như là Cardano có thể trở về cái đỉnh cao 1 đồng 18 cent như là trước đây thì sẽ như thế nào? Thì các bạn thấy được là nếu như mà Cardano trở lại 1 đồng 18 cent thì 1 triệu đô la chia cho 1 đồng 18 cent các bạn cần phải lưu trữ bây giờ là 847.457,62 đồng Cardano, đồng ADA có nghĩa là sao có nghĩa là vốn hóa lúc đó các bạn thấy được là một đồng 18 cent cho một đồng Cardano đỉnh cao nhất nhưng cho tổng số Cardano lưu thông hiện bây giờ là 31,1 tỷ đồng Cardano thì vốn hóa sẽ lên tới 36,7 tỷ đô la USD các bạn thấy được là chúng ta chỉ nhân theo cái tổng số lượng Cardano đang lưu thông mà thôi là 31,1 tỷ Tổng số Cardano sau này sẽ lên tới 45 tỷ tổng cộng Nhưng mà chúng ta chỉ nói tới là cái số lưu thông hiện bây giờ Thì các bạn thấy được là vốn hóa Cardano lúc đó lên tới 36,7 tỷ Có nghĩa là sao? nghĩa là Cardano cần phải đi từ hạng thứ 9 Lên thẳng tới hạng thứ ba Các bạn thấy được là phải qua mặt Polkadot, Chainlink, Binance Coin, Bitcoin Cash, XRP, Tether Để có thể chiếm vị trí thứ ba là chính giữa Ethereum và Tether tại vì các bạn thấy được là Ethereum là vốn hóa 42 tỷ tổng cộng, mà Cardano muốn có được cái số vốn hóa là 36,7 tỷ thì phải đứng chỉ sau lưng Ethereum. điều này đương nhiên là có thể các bạn thấy được là Cardano nó có thể là tăng vọt lên cái mức đó, nhưng mà phải qua mặt những đồng khác như là Polkadot, Chainlink, Binance Coin và Bitcoin Cash đây là một điều các bạn cần phải hiểu. và các bạn thấy được là nếu như mà các bạn chờ đợi Cardano trở về cái đỉnh cao là một đồng 18 sen thì nếu muốn có được một triệu đô la thì các bạn cần phải biết là các bạn cần phải có là 847.457,62 đồng Cardano có nghĩa là sao? có nghĩa là các bạn nhân cái giá Cardano hiện bây giờ là 10 sen thì các bạn cần phải đầu tư bây giờ là 90.522 đô la con số không có nhỏ có nghĩa là các bạn nếu chỉ muốn chờ đợi Cardano trở về đỉnh cũ thì các bạn cần phải có số lượng lớn tiền hiện bây giờ đầu tư vào Cardano. Đây là điều mà các bạn cần phải nên hiểu. Thì thứ nhì chúng ta sẽ nói tới là cái ví mà Cardano trung bình thì có bao nhiêu Cardano trong đó. Thì chúng ta thấy được là các bạn có thể lên trên những cái trang web như là Cardano Scan để các bạn có thể thấy là hiện bây giờ là phân phối những cái ví Cardano là lưu trữ bao nhiêu đồng ADA. Nhưng mà chúng ta nhìn được một cái thống kê được chia sẻ một một cái YouTuber khác thì các bạn thấy được là người này thống kê là trung bình một người lưu trữ Cardano một cái ví là lưu trữ là trung bình là khoảng chừng là 13.921 đồng Cardano có nghĩa là sao có nghĩa là các bạn thấy được là cái ví trung bình là có 13.921 nhưng cho 10 cent cho một đồng Cardano hiện bây giờ thì trung bình mọi người đều đó nếu như mà đầu tư vào Cardano thì lưu trữ khoảng chừng là 1.486 đô la đồng Cardano một con số mình thường cảm thấy là cũng hợp lý không có gì gọi là quá bất thường nếu như một người đã đầu tư vào Cardano thì các bạn thấy được là nếu như mà trung bình một người mà lưu trữ 13.921 đồng Cardano thì giá của EVA phải là bao nhiêu mới có thể trở thành triệu phú các bạn thấy được là nếu chúng ta lấy một triệu đô la chia cho 1.486 đồng thì giá Cardano phải tăng lên tới 672,5 lần có nghĩa là Cardano giá bây giờ là 10 cent nhưng cho 672.5 lần thì một đồng Cardano phải đáng giá là 71 đồng 83 cent thì một người mà có cái số lượng trung bình Cardano dựa theo tài liệu trên mạng lưới mới có thể trở thành triệu phú được. Có nghĩa là vốn hóa Cardano 71 đồng 83 cent nhưng cho 31 tỷ Cardano đang lưu thông thì vốn hóa phải là 2,2 nghìn tỷ. Nhưng mà các bạn cần phải nên hiểu là hiện bây giờ Chúng ta thấy được là Bitcoin đã đồng có số lượng vốn hóa cao nhất chỉ có là 212 tỷ mà thôi Có nghĩa là chúng ta muốn có số lượng là 2,2 nghìn tỷ Có nghĩa là nhân 10 lần cái vốn hóa của BTC hiện bây giờ Và các bạn thấy được là cả thị trường crypto chỉ có 364 tỷ hiện bây giờ Có nghĩa là nếu như mà market cap vốn hóa của cả thị trường tăng lên 10 lần Thì cái số lượng vốn hóa nằm ở trong Cardano là không có chỉ riêng là phải ngang hàng với lời Ethereum tại vì Ethereum bây giờ chỉ có 11,6% của tổng số vốn hóa mà thôi mà Cardano lúc đó không chỉ riêng là tổng số vốn hóa phải tăng lên 10 lần mà Cardano phải chiếm cái tỷ lệ là khoảng chừng là 30% của cả thị trường mới có thể đạt được cái mức là khoảng chừng 2,2 nghìn tỷ đô la các bạn thấy được ở đây là một cái điều cũng rất là khó khăn các bạn thấy được là không chỉ riêng là thị trường phải tăng trưởng mà Cardano phải còn vượt mặt qua Ethereum để có thể có được cái vốn hóa đó đây là giả thuyết thứ nhì Giả thuyết thứ ba, tôi sẽ chia sẻ với các bạn, đó chính là giả thuyết mà được đưa ra từ cho Hutchinson nói là một ngày nào đó, Cardano sẽ có vốn hóa lên tới một nghìn tỷ đô la. Thì nếu như mà đây là sự thật, thì các bạn thấy được là một nghìn tỷ đô la chia cho 31 tỷ Cardano trên thị trường hiện bây giờ lưu thông thì một đồng Cardano cái giá trị là phải là 32 .14 đồng 14 cent thì các bạn thấy được là một triệu đô la chia cho 32 đồng 14 sen thì các bạn phải lưu trữ là 31.113 đồng Cardano bây giờ mới có thể trở thành triệu phú nếu như mà như là cho nói là Cardano sẽ lên tới 1.000 tỷ đô la vốn hóa thì các bạn thấy được là nếu như mà chúng ta nói tới con số này thì 31.113 đồng Cardano nhưng cho 10 cent bây giờ một đồng Cardano thì các bạn phải đầu tư bây giờ là 3.323 đồng có nghĩa là nếu như các bạn tin tưởng vào những gì mà được chia sẻ bởi cho Hutchinson thì các bạn đầu tư 3.323 đồng ngày hôm nay thì một ngày nào đó các bạn có thể trở thành triệu phú nếu như mà Cardano có 1.000 tỷ vốn hóa và các bạn thấy được là như thường mới bị chia sẻ vốn hóa của cả thị trường bây giờ chỉ có là 360 mấy tỷ mà thôi Bitcoin chỉ có 212 tỷ mà thôi Có nghĩa là thị trường crypto cần phải có sự tăng trưởng rất là cao về mặt vốn hóa và đồng Cardano phải liên tục trở thành một cái nền tảng mà nhiều người quan tâm tới nhất có cái số lượng vốn hóa cao nhất phải qua mặt luôn cả Ethereum tính theo cái phần trăm hiện bây giờ mới có thể đạt được Người một nghìn tỷ vốn hóa như được, chia sẻ bởi John Hoskinson và John Hoskinson tin tưởng là thị trường crypto sẽ ngày lại càng phát huy và cái số lượng công ty cái số lượng người mà sử dụng những cái nền tảng như là Cardano thì sẽ càng ngày càng nhiều hơn dẫn tới vốn hóa sau bùng nổ đây là cái lòng tin của John Hoskinson thì bạn thấy được đây là ba cái giả thuyết mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là bạn cần có bao nhiêu đồng Cardano để mới có thể là trở thành triệu phú thì các bạn thấy được là một những điều các bạn cần phải hiểu là Cardano là một cái đồng mà vốn hóa để thứ chính hiện bây giờ và muốn Cardano trở thành một cái nền tảng mà các bạn đầu tư vào số lượng là 3.000 đô mà để trở thành triệu phú thì các bạn cần phải thấy được là hai điều điều đầu tiên là tổng số vốn hóa thị trường ngày lại càng tăng trưởng có nghĩa là crypto ngày lại càng phổ biến hơn và thứ nhì là Cardano phải qua mặt luôn cả Ethereum và trở thành một cái đồng mà có phần trăm vốn hóa thị trường cao hơn ngay cả Ethereum ở thời điểm hiện bây giờ đây là một trong những điều các bạn cần phải hiểu và Ethereum các bạn cần nên biết là một cái nền tảng mà nhiều người quan tâm tới nhất hiện bây giờ và một nền tảng mà trong nhiều năm nay chúng ta sẽ nhận thêm nhiều thông tin liên quan tới Ethereum 2.0 và các bạn thấy được là Cardano thì lại sắp sửa tiến hành và tiến tới để có những cái hợp đồng thông minh khi mà có cái kỷ nguyên Goin thì các bạn thấy là hai cái nền tảng này có thật sự là cạnh tranh kích liệt hay là không hay là Cardano sẽ không cạnh tranh được với Ethereum chúng ta bây giờ vẫn chưa có biết được tại vì Cardano bây giờ vẫn chưa có nhiều cái thực chiến là thật, thật sự là nhiều người sẽ sử dụng Cardano mà không sử dụng Ethereum hay là không đây là một trong những điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ tới Và thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay Các mình nghĩ sao hãy comment ở phía dưới cái video này Và câu hỏi là cần bao nhiêu Cardano đồng ADA để trở thành triệu phú Thường nghĩ là một câu hỏi khác để các bạn cần phải hỏi bản thân mình Đó chính là nếu mất số tiền đầu tư này thì cuộc sống của bạn sẽ ra sao Và đây là những gì mình thường muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay nếu như mà các bạn muốn theo dõi thùng Capital trên mạng xã hội thì các bạn có thể bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những cái link như là Twitter, Facebook và Telegram. Và nếu như bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia một sàn duyệt nào thì các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital như là tham gia vào sàn Binance. Các bạn có thể điền đơn, đi được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là có tính hiệu trị miễn phí hay là sàn Binance các bạn có thể được giảm 20% phí giao dịch mãi mãi. Và trong tháng 10 này thì sàn Bybit có một cái ưu đãi các bạn có thể bấm vào cái link phía dưới video này để tìm thấy những cái thông tin chi tiết hơn và đương nhiên tham gia vào giao dịch crypto thì có nhiều nguy hiểm và rủi ro cao và nhất là các bạn tham gia vào trade margin thì nguy hiểm và rủi ro lại càng cao hơn cho nên không phù hợp như thế nào mà không chấp nhận nguy hiểm và rủi ro cao bản thân thuận thì chỉ thích đầu tư lâu dài và chung bình giá mà thôi và thôi xem gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn.